Đây là thử nghiệm trong khuôn khổ dự án robot thám hiểm các môi trường khắc nghiệt, không chỉ nhằm mục đích nâng cấp và hoàn thiện các trang thiết bị thám hiểm trong không gian vũ trụ, mà còn để khám phá độ sâu của núi Etna và truyền trở lại các dữ liệu kỹ thuật quan trọng về chuyển động địa chấn. Những kỹ thuật rút kinh nghiệm từ thử nghiệm tại núi Etna sau đó sẽ được triển khai trong các nhiệm vụ thám hiểm mặt trăng và sao hỏa. Tham gia dự án có nhiều chuyên gia của Anh, Mỹ, Italia và Đức. Các nhà khoa học đã thí nghiệm địa chấn trong các nhiệm vụ Apollo 14 và 16 và họ đã triển khai được một mạng lưới phân biệt cấu trúc bên dưới mặt đất và họ nhận ra rằng nó thực sự không đồng nhất. Vấn đề đặt ra tiếp theo thu thập thêm thông tin về độ dày và cấu trúc lớp của mặt đất. Chúng tôi đã chọn Etna bởi vì độ sâu địa chấn ở đây gần với độ sâu mà chúng tôi nghĩ là có ở mặt trăng. Theo các nhà khoa học, nhiệm vụ Apollo 14 và 16 thám hiểm mặt trăng đã làm đảo lộn nhiều điều người ta nghĩ về mặt trăng và cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng hơn. Với thử nghiệm trên núi lửa Etna, các thiết bị thăm dò sẽ được nâng cấp hoàn thiện thêm một bước, phục vụ cho công cuộc khám phá vũ trụ của loài người.